Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Cú Đá Gaming. Ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với anh em về nhân vật Summoner. Thì trước khi đi đến với video thì mong anh em dành chút thời gian để có thể nhấn like, đăng ký kênh và đừng quên để lại bình luận sau khi anh em xem cái video này nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào video chính. Thì hôm nay mình sẽ đến anh em bằng nhân vật Summoner đi theo đường Dark Side đấy, hay là đường lưỡi hạ tử thần như anh em Việt Nam mình hay gọi ấy. Thì đi với đường này lợi thế là gì? Đam AOE cực rộng, đam trên dây cực cao và khả năng gây đam cũng rất là ổn định, lượng tát hit cực đam rất là khủng. So với sạt thả chó thì dồn đam về một mục tiêu không tốt, nhưng mà so với đi trên thì lợi hại tự thân là một cái gì đó rất là nay nọ nha em ạ. Đấy, như trên màn hình anh em vừa nhìn thấy có điện lên đến 1.217.000 đam đó, rất là khủng khiếp. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến tiết mục sâu vật phẩm đó để xem nhân vật Summoner này của chúng ta sẽ đang được trang bị vũ khí gì. Rồi, đối với nhân vật Summoner này của mình thì hiện tại đang mang một cái nguyên cộng 15 và nguyên rất là phù hợp lúc thôi anh em ạ. Và tăng dòng là dòng stress tiếp tục. Sẽ áo quân thì cũng gần như là bắt pin, chỉ là tăng AG và HP thôi đấy. Và sẽ áo quân lô cộng 15 đó, cái cuối cùng của season 18 anh em. Và yêu cầu level là 1.4. Rồi em đó cũng đang sử dụng cả stick đó, một cái gây phép với cộng 15 và mắc phía ngộp, chỉ có là All Star chỉ có cộng 25. Và sử dụng tiếp một cái million bốc đấy, một sách tích nguyên rùa đó. Và cũng bao ôm nhưng mà không có dòng bonus. Và song song ở đó em đó cũng sử dụng một cặp khuyên tai laser ở ring 5 đó, khá là mắc pin. Ở đây là xem test nên mọi thứ thì khá là dễ dàng nhé nhé. Rồi tiếp tục em nó sẽ sử dụng tiếp là một cái Bliano, chỉ chủ yếu là kiểm bút nick khi mà đi trên ở các bạn cao tôi nha anh em. Và em nó sẽ sử dụng một con sói thôi, một con sói vàng rất là bình thường. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi điểm sơ qua về cách tăng điểm hôn cũng như là cách tăng điểm master level 400 và master level 800. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến chi tiết cách tăng điểm của em nó. Rồi, đối với nhân vật Summoner ngày hôm nay thì đã đạt level là tối đa 1.500 và trên thì chỉ vừa đủ để mang vũ khí nhanh nhé. Đối với tốc độ nhanh nhẹn thì mình sẽ tăng để tối đa hóa tốc độ đánh, tức là sao? Tức là tốc độ đánh của mình ở video này sẽ là max speed, max tốc độ đánh nhanh nhé. Hiện tại do mình đang điểm 181/188 là do mình sử dụng con sỏi vàng. Nếu như mà anh em sử dụng các cái thuộc người khác, ví dụ như là Holy, Tư Tử, ở rồng băng hoặc là ngựa ma thì chúng ta sẽ được cộng thêm 7 nữa, và tốc độ đánh của chúng ta bây giờ sẽ là 188/188 đấy. Rồi về vít máu thì mình sẽ không tăng đấy. Còn năng lượng thì bao nhiêu điểm còn lại thì chúng ta sẽ dồn hết vào năng lượng, và tổng năng lượng mình đạt được khi mà đi solo hiện tại là kể cả bonus nữa sẽ là 2.500 NE. Rồi trên đó là về bảng C. Rồi về bảng master level 400 thì cũng chưa là chính xác nhé. Nếu như anh em thích thì anh em có thể để chuyển PVP này sang giảm chống khả năng hư hỏng áo quân nha anh em, vật phẩm ta sẽ được tiền đi sửa gen hơn. Ở đây mình sẽ build gần như là đam cao nhất, ở theo dạng kiểu đam cao nhất không phải là hồi máu nha anh em. Bởi vậy anh em có thể để ý một số cái yêu cầu cơ bản như là chúng ta sẽ phải học pollution lên battery lên 10 điểm thì chúng ta mới học được skill design đó. Ngoài ra mình sẽ tăng magic battery đó, tăng đam lên max 20 điểm thì có thể được Vita khu là 45 điểm. Tiếp theo nữa thì mình sẽ sử dụng búp này, nó sẽ giảm đi phòng thủ của quái vật để mình có thể gây ra đam tốt hơn. Và ở bên bảng công, tức là bảng tăng đam, thì mình sẽ tăng mắc tối đa những cái gì mà có thể cộng thêm đam cho em đó. Ví dụ bảng C của mình đây hiện tại là 28.314. Ở cái server của mình nhá, thì đam xung được chỉnh sửa rất là nhiều, không có bị cộng dồn quá nhiều giữa đam phép thuật và đam nhân rùa giống như các cái server khác nha anh em, không bị lỗi nhiều nữa nên đam khá là chuẩn. Rồi ở đây mình sẽ tiếp tục là tăng 19 điểm vào double đam để tăng khả năng đam double lên 4% cũng như là xuyên giảm thêm 1%. Đấy, trên đây là sơ qua về bảng master level 400. Tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ đi đến bảng master level 800. Đối với master level 800 thì đối với súng design thì sẽ tăng như thế nào? Đối với design thì chúng ta sẽ chủ yếu tăng vào design ở trên đấy, tăng max hết cái cột trên cùng này cho mình để chúng ta thể lấy tối đa skill đam cũng là đam có thể gây ra có thể.
Tương tự, tất cả những câu khác khi tăng mắc 40 điểm thì không cần phải bàn rồi, rất là dễ. Riêng đối với cái cột mà tăng thêm pôn thì chúng ta sẽ tăng thêm pôn vào năng lượng nhé anh em. Tăng thêm pôn vào năng lượng này, energy này, ta sẽ tăng thêm pôn vào năng lượng và chúng ta sẽ đạt được năng lượng là 1376 đấy. Còn lại ở đây đối với băng và chảy máu thì tuy anh em sử dụng cái nào thì dùng, mình vẫn thích sử dụng chảy máu hơn để có thể gây ra một lượng đam thêm anh em. Rồi đó, trên đây là bảng master level 800. Vừa rồi là mình cũng đã giới thiệu sơ qua cho anh em biết cách tăng điểm vỡ summoner này cũng như là các vật phẩm em nó đang sử dụng, vậy lượng đam tối đa em nó đạt được hiện tại là bao nhiêu. Rồi chúng ta sẽ cùng kiểm tra ngay trên chính map Ignis. Đấy, Ignis map cuối cùng của season 18.1 nha anh em. 18.1. Và lượng đam hồi nãy mình nhìn thấy là 1.220.000 thì phải, hay là 1.217.000 đam, rất là khủng. Và anh em có để ý này, normal đam trên dây là lên đến 4.600.000 đấy, sau khi mà đã trên được 45 phút rồi. Và KDA ta đạt được là 0.55. Ở đây thì mình tên gần như là server thường nha anh em. Ở server tech thì nó giống như server thường nên lượng đám quái nó là rất là khủng. Đó, 1.217.000 này anh em, cực kỳ khủng khiếp. Đấy, ôi ôi quạt kìa. Tuy rằng là vẫn sẽ mất máu anh em, cách build này thì vẫn sẽ là mất máu, nhưng mà chúng ta vẫn có thể solo được ở cái map cuối cùng này và solo rất là tốt. Nếu như anh em cần một nhân vật mà có đồ mà có thể kéo đam được đó, kéo team cần đam để kéo các nhân vật khác trong team thì summoner theo dòng design này là một sự lựa chọn cực kỳ ổn đam, vì đam AOE của nó rất là rộng. Đấy anh em để ý, ui mình đam mà 300 mấy ạ, chết thật đấy, 1.220.000 kìa anh em, quá là khủng khiếp đó. 1.000.000 à, một trên 1.000.000 nhảy cũng khá là nhiều đấy anh em, không phải là ít. Nó sẽ phụ thuộc vào double đam cũng như là đam xuyên giáp nhé anh em. Anh em thấy ghê không? Theo anh em thì gửi với dòng summoner mà đi dòng nguyên dòng lợi hại tự thân này có ổn thôi nhé. Mình thấy rất là ổn để đi trên, đi farm đồ. Ổn hơn rất là nhiều so với dòng thả chó Firebridge. Rồi nếu như mà em nó có thêm EE thì như thế nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ đưa EE lên để book cho nó. Xem nếu như mà chúng ta đi trên một team thì có EE thì lượng máu em nó có mất nhiều như vậy không? Và lượng đam của em nó có được cải thiện hay không nha anh em. Rồi mình vừa đưa thêm một nhân vật EE của mình nữa lên book cho nhân vật summoner này. À, như anh em có thể thấy mình vừa book thêm là tăng đẹp thuộc tính này, tăng đam thuộc tính này, tăng đam và phòng thủ cơ bản này, và chúng ta có thể tăng thêm bôn nhờ skill blessing này. Rồi khi mà có AI thì lượng đám đẹp em nó thay đổi như thế nào? Bây giờ khi có AI thì tốc độ speed của chúng ta đã là tối đa đấy, 188/188. Lượng đẹp của chúng ta bây giờ đạt đến là 14.401, quá là khủng khiếp. Và lượng đám của nguyên rùa là 29.766 cộng với là mình cho là 13.000 đi, là nó sẽ đạt tầm là 42.000 nhé, 42.000 đám nguyên rùa, quá là khủng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng check đam các kiểu nha anh em. Rồi anh em có thấy này, bây giờ máu chúng ta lên tận 10.000 và chúng ta ít khi là phải sử dụng cái bình máu để hồi nữa. Rồi chúng ta sẽ nhìn đam lại xem đam tối đa của em nó có thay đổi nhiều không. Nó 1.166 rồi, khá là ổn đấy anh em. Đam đẹp chúng ta sẽ được tăng lên, chủ yếu là đẹp thôi anh em ạ. Đam thì đối với các nhân vật thẹp mà có EE thì không phải thay đổi quá là nhiều đâu nha, vì nó sẽ tăng thêm pool của chúng ta vào NE này nha, nên nó sẽ dẫn đến là đam ta nhiều hơn một chút thôi. Hồi này là 1.220.000, nếu như mà không có EE đúng thôi nhé. Bây giờ có con em book lên nữa thì lượng đam cao nhất của em nó có thể hơn 1.220.000 hay là không? 1.167.000 chưa thể cần mắc đam. Đấy, 1.277.000 anh em, vừa nổi lên kìa, 1.277.000. Ta lên được thêm 50k đam, rất là ổn này anh em. Này, hôm nay là nhảy lên là đam màu vàng này anh em. Đó, 1.277.000 đây kìa anh em, 74 kìa, rất khủng. Đó,
đó 1.274.000 này anh em, đó bên góc bên này kìa, anh em có thể tua chậm lại một chút và anh em xác nhận lại cái thông tin mà mình vừa nêu, đó 1.277.000, đó lượng đang đã từ 1220 lên 1270.000 đang, ui dồi ôi quá là khủng. Rồi, trên đây là video của mình về build nhân vật Summoner theo dòng lợi hại tự thân hay còn gọi là design. Nếu như mà anh em thấy video này hay và bổ ích, giúp ích được ít nhiều cho anh em thì anh em hãy để lại cho mình một like cũng là một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình, và đừng quên để lại bình luận để thể hiện cảm xúc của anh em cũng như là suy nghĩ của anh em về nhân vật Summoner này nha anh em. Các video tiếp theo thì mình thử build một nhân vật khác được Summoner là cùng lợi hại tự thân nhưng mà là dồn hết điểm về NE để xem thử lượng đăng tối đa mà em nó đạt được có nhiều hơn, lớn hơn so với nhân vật mà Summoner design đi theo dòng Max Speed hay không. Và hy vọng anh em sẽ luôn luôn ủng hộ mình trong các video tiếp theo. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.